thương gửi những con người hy sinh thầm lặng. Ekip thực hiện Sunset Patio Show Special Stay 1 và 2 Busking in the Sun vô cùng vui và tự hào khi được đồng hành cùng các bạn để làm nên hai số đặc biệt Sunset Patio Show trong học kỳ quân sự khóa 18 trọn vẹn nhất. Suốt hành trình dài vừa qua, niềm vui không ít và cả những khó khăn cũng không đếm xuể. Ấy vậy mà chúng ta vẫn đi qua, đó chính là khoảnh khắc đáng giá nhất. Thân mến, câu lạc bộ truyền thông Top Sài Gòn.